Rồi em chào mọi người nhé. Thì chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của em. Thì hôm bữa giờ thì em cũng hơi bận xíu mọi người. Thì nay thì cũng mới có thời gian đó đi săn được thêm mấy bé cá nhỏ về cho anh em mình tham khảo ha. Rồi ok. Bé đầu tiên nha mọi người. Đó, bé này size tầm khoảng 28 ha. Đó, body chung là cũng rất là ok nha. Đó, đầu đầu muỗng nè, râu dài mắt môi chuẩn chỉ nha mọi người. Đó, càng cong ha. Càng hạ cong nhìn rất là đẹp luôn, đuôi tam hoa rất tròn mọi người. Viền vẫy thì bé này thì leo hầu như là leo hết hàng năm rồi mọi người, anh em về mình thả bông trắng nó còn leo leo nữa ha. Đó, ánh kim nói chung là rất là tốt luôn. Thì bé này thì anh em nào mà ưng thì em để lại cho anh em là 8 củ 8 ha, ở 8.8 nha anh em. Còn bé huyết size 28 ha. Đó, body rất là đẹp luôn. Rồi ok, sang bé thứ hai nha mọi người. Rồi, bé này phải nói còn đỉnh hơn bé trước nè mọi người. Đó, người thấy body rất đã ha. Đó, cặp càng kìa. Đó, nhìn như là khi kiếm á mọi người. Đó, đầu muỗng mắt môi chuẩn chỉ hết ha. Đó, râu chỉ thiên rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn bộ đuôi à, rất là to, rất là thích luôn mọi người. Đó, bé này thì em muốn để lại cho anh em là 9 củ 8 ha. Đó, cũng size 28 luôn nha mọi người. Má rồi cam cam này ha. Đó, cái bên em á thì con nào mà nó đẹp thì em sẽ khen đẹp ha, còn con nào mà nói chung là nó xấu á mọi người thì nói chung là em sẽ không có khen nhiều ha, chứ không phải là con nào em cũng khen để em bán được nha mọi người. Đó, khen vậy thì cũng rất là ngại miệng luôn. Nói chung là cái xấu á, nói chung là nó không có được đẹp thôi, thì em sẽ để lại một cái giá rất là rẻ cho anh em chơi ha. Đó, anh em là mình coi kênh em nhiều thì mình cũng biết rồi ha, hoặc là nó không có chuẩn chỉ á mọi người. Đó, còn những bé mà cá đẹp á, cá xuất sắc á, thì nói chung là giá thì nó cũng tương đối ha, chứ nó không có thấp đâu nha mọi người, nên nên mọi người cứ yên tâm ha. Đó, tiền nào thì của đó thôi. Đó, chất lượng thì nó sẽ đi kèm với giá cả nha mọi người. Đó, nói chung là bé này body với nó rất là đẹp mọi người, em nhìn ngoài em còn mê nữa mà. Rồi ok, sang bé thứ ba ha. Đó, thì bé này thì còn trong bọc luôn mọi người, em chưa thả ra hồ ha, size tầm khoảng 20-22 ha. Thì anh em nào bắt trong bọc luôn thì giá tốt hơn nha mọi người. Đó, đuôi càng rất là ok nha, đầu móc rất là đẹp mọi người, râu dài thòn luôn. Đó, bé này thì em muốn để lại là 5 triệu 8 ha. Còn anh em nào mà mình thiện chí á thì em còn giảm nữa ha. Nói chung là body rất ok mọi người, bé này em mới lựa từ trong bầy của người ta ra đó. Lựa được đúng con này đẹp nhất nè. Rồi ok, thì sang bé tiếp theo ha mọi người. Ở bé này cũng là một bé huyết long ha, size tầm khoảng 32 mọi người. Ở body semi sọt bản rất là to ha. Đó, mọi người thấy body rất là đã luôn mọi người. Thì mọi người thấy xem cái bé mà 28 á với lại cái bé 32 này nhìn nó rất là khác bọt ha. Đó, cái bản rất là dày luôn, lưng rất là to mọi người. Đó, đầu mắt môi chuẩn chỉ hết, đầu muỗng nha mọi người. Thì bé này phải nói là bộ đuôi rất là to mọi người, đó đuôi rất khích địch ha. Đó, chỉ lỗi nhẹ xíu là nó bị gãy một hai cái nang thôi, nói chung là ra lại khoảng hơn được 50% rồi ha. Đó, ra thẳng băng rồi mọi người. Đó, anh em nằm ưng bé này thì liên hệ với em ha. Bé này thì em đang để với giá là 12.5 nha anh em. Đó, bé này mà anh em về mình càng thúc thì nó càng đẹp mọi người. Đó, màu sắc rất là tốt ha, viền vẫy đồ leo hầu như là full hết hàng năm rồi. Đó, cá rất là sung, rất là căng luôn, nhìn rất là đã mọi người. Rồi ok, 12.5 nha anh em. Rồi ok, sang bé tiếp theo ha mọi người. Ở bé này cũng là một bé body semi sọt luôn ha, size tầm khoảng 32 mọi người. Nói chung là đợt này sẽ lên cho người tầm 3 bé ha. Bé này nói chung là body rất là đẹp luôn. Càng nói chung là càng thì những bé này á thì anh em phải chấp nhận là đuôi càng của nó là sẽ không có được to là cái dòng đuôi càng đâu mọi người. Đó, nhưng mà trong khả năng mình chấp nhận được nha, nó chứ không có ngắn quá nha mọi người. Đó, nói chung là đuôi thì rất cũng rất là khích luôn. Thì bé này được cái mập ú à, viền vẫy này rất là cao luôn mọi người. Thì anh em nào mà mình thích nuôi cá mà cứ cho nó ăn nhiều á, chứ không có phải là cho ăn ít như cái dòng đuôi càng á, thì mình cân nhắc mấy bé này ha. Về mình nói chung là mình cứ thúc cho nó ăn thoải mái luôn, mình không có sợ nó bị xấu ha mọi người. Đó, những bé này nó càng mập thì nó càng đẹp ha. Đó, nhiều con rồi sau này đẹp như sọt vậy mọi người. Ở bé này thì em cũng đang muốn để cho anh em là 12.5 ha. Đó, 12.5 cho một bé cá body semi sọt rất là đẹp nha mọi người.
Rồi ok, bé cuối cùng thôi mọi người. Ở bé này thì size cũng khoảng 32 luôn ha. Nói chung là bé này thì càng nó thì nó dài mọi người, càng rất là dài ha, chóp càng đồ đuôi rất là đỏ luôn. Đó mọi người thấy không? Đó, càng cong dài thòn luôn ha. Đầu muỗng nha mọi người. Thì bé này hồi trước cũng có anh khách ảnh dặn là để cho ảnh á, nên thì em cũng cho nó nhịn ăn khoảng rất là lâu mọi người. Đó nên thì mọi người nhìn thấy thì nó có hơi ốm ha. Đó anh em làm ưng thì bắt bé này về thì cho nó ăn tầm khoảng 1-2 tuần gì đó là nó mập nó đẹp lại bình thường đó mọi người. Đó bé này thì em muốn đem muốn để cho anh em là 12 củ ha. Đó, bé cá body rất đẹp, việc vẫy rất là cao ha. Rồi ok, thì chắc clip em cũng xin tạm dừng ở đây nha mọi người. Thì hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip sau với những con cá lớn ha. Bye bye.